phần ăn sáng hả? Không có trứng, không có gì luôn. Chân thấy ăn sáng ở đây là không có tiêu chuẩn. Taxi, can you take us go to the airport, please? Chào ông bà của chú nè, nhà con đi ra sân bay. Xin chào ông bà của chú. Xin chào bà cô chú. Nhà con đi sân bay. Greetings from Surrey, BC, Canada. Love that farming town. Yeah. Rồi, đây, Libama nói nhà con đi sân bay để đi máy bay. Hả? À. Trang sẽ đi ra ở khách sạn một đêm, khách sạn gần sân bay Vancouver. Sau đó nhà Trang sẽ bay từ Vancouver bay qua Toronto, Canada nè. Bay trong vòng 4 giờ 30 phút, 4 tiếng đồng hồ 30 phút à. Trên đường ra sân bay Vancouver thì Trang thấy khá là rộng, đất rộng luôn lắm luôn đó ông bà cô chú. Họ trồng nông nghiệp rất là nhiều. Đúng là Canada đất rộng người thưa. Hai dòng xe, hai cửa hàng bán gần nhau luôn, BMW và Mercedes-Benz kế nhau. Ai mà muốn mua xe hai lại thì đi đi bộ chọn hai cửa hàng xe. Cửa hàng xe Tesla ở Canada luôn. Xe Hyundai. Xin chào ông bà của chú. Victor gọi nói là xin chào ông bà của chú. I will look at them parking the car. Con chào ông bà của chú đi. Mời ông bà của chú đi khách sạn với nhà con. Đi, đi khách sạn và tắm hồ bơi với con. Giỏi quá, con có thích đi bơi không? Giỏi, vậy là con thích đi bơi ha. Rồi, Victor chào Li ba ma nữa ha. Cái bay bay rất là chậm luôn không bà cô chú. Đây. Very slowly moving đó đi. Nhà chân đang ở gần sân bay nên rất là nhiều máy bay đi bay qua bay lại ha. Ông bà cô chú xem đường đi đến sân bay nè, rất là nhiều cây cối luôn ha, và đất rất là rộng luôn. Thì ông xã Trân mới nói là Trân có biết tại sao mà ở đây có rất là nhiều người châu Á không? Tại vì đa số Trân thấy là người Ấn Độ rất là nhiều luôn. Thì ông mới nói là do bị phân biệt chủng tộc ở trung tâm Vancouver á, nên người châu Á bị đẩy ra ngoài rìa này, nên họ mới xây dựng nên thành cái khu vực này, Richmond ha. Richmond ở Canada, Vancouver được biết đến rất là hầu như là 90% người châu Á mình sống ha, Trung Quốc nè, Ấn Độ, Việt Nam mình cũng có nữa. Và đường xá ở đây thì rất là mới luôn và rất là nhiều đất đai luôn, cây cối quá trời luôn nè. Mà cô chú thấy không? Xung quanh giống như là đồi núi rồi họ mới khai phá ra vậy đó. Và đây là một trong thành phố lớn nhất ở Canada, tên là Vancouver. What is the name of that rich? That đi. Hey, Richmond, Vancouver ông bà cô chú. Wow, nhìn cây cầu giống như cây cầu ở Việt Nam mình nè. Look like Leatherhead Bridge, that yeah, đi. Yeah, yeah. Cầu đó giống như là hình chữ hờ ông bà cô chú, máy bay bay nữa kìa. Đúng rồi, chữ hờ. Đây, cái cầu nhìn chữ hờ kìa, đẹp quá. Giống như hai cây bút chì ở trên đó, look like a pencil on the side đó đi. Yeah. You can reach it, la 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 la. Cái cầu đẹp không con? Đây, tài xế của Trân nè ông bà cô chú ơi, mặc dù là có bằng lái xe rồi nhưng mà vẫn có tài xế lúc nào cũng chở hả. Này trời nắng đẹp nè, quay cây cầu này cho ông bà cô chú coi nha. Anasis Island. Bay bay. Nice and clean. Yes, new à. Đây nice Mercedes-Benz nè ông bà cô chú. Ông nói xe này đẹp nè, xe Mercedes ở đây đẹp nè. I like that design.
Ông rất là thích cái mẫu thiết kế của cái xe đẹp, xe Mercedes này ha. À, đẹp quá. Wow, cái cầu đẹp quá. Beautiful. Wow, sắp sửa vô trung tâm rồi kìa. Rất là nhiều tòa nhà cao tầng luôn kìa ông bà cô chú. Almost in the center, you have see a lot of high sky building luôn á đó đi. Yeah. Wow, đẹp quá. Cái cầu đẹp không con? Wow, đẹp quá. Wow, rất là nhiều ngôi nhà ở trên đồi núi luôn kìa ông bà cô chú. Nhìn từ xa, tại vì đó là những ngôi nhà cao tầng á mà mình đang ở xa nên mình nhìn kìa, quá đẹp luôn. Ôi ơi, khách sạn chân ở nè ông bà cô chú, thấy máy bay luôn nè. Quá chừng khách sạn gần sân bay luôn nè. Oh, I should have got this lane a long time. Yeah. Look, I left all of them over there. Yes. Đây là cái khách sạn mà nhà chân ở gần sân bay nè. Chân đặt ở đây là 190 đô một đêm. Đây là cái sảnh nhận phòng nè ông bà cô chú. Check-in khách sạn này ha. Nhưng mà gia đình Trân tới sớm á, 3 giờ mới là giờ nhận phòng. Nên phải ngồi ở sảnh đợi nè. Sảnh thì có mấy cái ghế cho mình ngồi mình đợi nè ha. Và họ có cái phòng để hành lý. Mình muốn đi đâu mình đi ha. Có cái máy ATM nữa nè. Khách sạn khá là đẹp. Không biết lên phòng thì như thế nào thôi. Ok. Ông mến chào bà cô chú. Đây là sảnh khách sạn nè. Đi cần một chiếc iPad trong lúc đợi lấy phòng nè bà cô chú. Đây là phòng khách sạn ở Richmond, Vancouver nè bà cô chú. Rất là gần với lại sân bay ha. Có cái cửa sổ nè, cũng đầy đủ, tiện nghi luôn. Để coi trong cái, wow. Đây, họ cũng có nè, vừa cửa bước vô là có bàn ủi với lại cây ủi đồ, đồ để hành lý. Còn này Trân sẽ mở điện lên nè. Đây là nhà tắm nè. Wow, màu khá là sạch đó ha. Bồn tắm nằm. Màu này rất là sạch luôn. Victor chào ông bà của chú kìa. Con đang mở tivi hả? Đi ra mẹ mở cho. Không. Có những cái bức tranh rất là đẹp luôn bà của chú. Ồ, có cái máy cassette luôn. Mời ông bà cái. Mời ông bà của chú ăn. Ăn tối nè. Ăn tối của nhà con nè ông bà của chú ơi. Hai phần burger. Nhà Trân đi tới khách sạn trễ nên không còn gì để ăn, chỉ ăn được cái này thôi. Thức uống buôn xả Trân nè. Rất là hấp dẫn luôn. Cẩn thận rớt không? Yeah. Anh em con ăn rồi, ăn bài của chú. Mời ông bà cô chú ăn burger ở Canada nè. Rất trời to luôn. Ở Canada ăn xong rồi họ cho mình ăn lâu ướt rồi đó nha. Khách sạn này có hai cái thang máy luôn ông bà cô chú. Mình nhìn cũng có vẻ cũ rồi. Mỗi cái thang máy thì họ để cái tên khách sạn nè. Travelodge by Wyndham Vancouver Airport.
Phía trong thang máy họ cũng có để là bản đồ của Vancouver ha. Ồ, thang máy khá là nhanh luôn á. Chân mến chào bà cô chú. Bây giờ chân đi xuống lầu lấy đồ ăn sáng lên nè bà cô chú. Đang ở trong thang máy ha. Hello, morning. Good. How are you? Yes. Four. Yes. Thank you. Đây là thang máy mà họ để nè. Số phòng. Nếu như mình ở cái phòng từ 9 tới 6 thì bên trái. Từ 1 tới 8 là bên phải à. Đây là cái phòng tập thể dục này mà cô chú. Nó rất là nhỏ luôn ha. Chỉ có hai máy thôi. Máy chạy bộ. Và máy đạp xe đạp. Có kiến quá trời luôn ha. Để ra cảm giác mình nó rộng á. Và đây là cái bể bơi nè ông bà cô chú. Bể bơi trong nhà luôn. Hai cái khách sạn nhà cho ở đều là có bể bơi ha. Ồ, và có cái bồn ngâm nước nóng nữa nè. Đây là tiêu chuẩn luôn hay sao á ha. Hay là do chân chọn những khách sạn mà có bể bơi ta. Khách sạn này cũng có bể bơi và ăn sáng luôn đó ông bà cô chú. Bồn này bồn sụp nước nóng nè. Đa số là trong nhà ha. Bể bơi và bồn sụp nước nóng trong nhà. Có những cái ghế cho mình ngồi nè. Đây là đi du lịch Vancouver có thể ghé khách sạn này nhỏ hơn, giá cả tôi thấy là phải chăng và đầy đủ tiện nghi. Ông bà cô chú xem video nếu thích thì nhớ nhấn nút like, share và đăng ký kênh cho gia đình Trân nha. Cảm ơn bà cô chú. Trong bể bơi thì họ có những cái luật lệ nè, có cái phao cứu sinh, có cái chỗ rửa tay, có những cái chỗ để khăn, để rác, có nước rửa tay. Là 4 phòng ăn sáng ở khách sạn nè ông bà cô chú. Chừng thấy ăn sáng ở đây thì không có chất lượng ha. Đây là mình đi xuống quầy lễ tân á, thì họ hỏi mình phòng mấy và họ hỏi bao nhiêu người, họ sẽ đưa cho mình thôi. Cho nói là 4 người thì họ đưa cho mình 4 bọc và lên trong chân khui ra là rất là đơn giản thôi. Đây là cái bánh sô cô la nè. Và một cái bánh gì đó nữa, bánh dâu nữa nè. Toàn là đồ ăn ngọt không. Trái táo nè. Chai nước. Và nước ép táo. Đó là phần ăn sáng ha. Không có trứng, không có gì luôn. Chân thấy ăn sáng ở đây là không có tiêu chuẩn. Phòng ốc thì được, nhưng mà ăn sáng thì chân không có duyệt ha. Không biết ý kiến của mọi người sao, chứ ở đây là chân thấy toàn là đồ ngọt không là chân không có thích rồi. Hai con trai trong giờ này vẫn còn ngủ rất là ngon nè ông bà cô chú. Mời ông bà cô chú xem Leo Bama bấm điện thoại gọi taxi nha ông bà cô chú nha. Say hello taxi. Hello taxi. Can I order one taxi? Carry me go to the airport please. Taxi, can you take us go to the airport please? I need the car with 7 seats. I need the car with 7 seats please. Thank you. Thank you. Bye bye now. Bye bye now. Okay. Hello taxi. Can you come to the hotel and pick it up? Xin chào taxi. Nhà chân tới sớm nè bà cô chú, nên ngồi đây ăn uống tí xíu ha. Hai con mình đã sắp bay nè bà cô chú. Rất là đông người luôn ha. Hi.
have to wait for everyone coming, all right? Quickly move into your seats and step into your row. Nè, ba mang ngồi á, cứ ghế, cửa sổ hàng bài của chú, cho chú máy bay nè. Này, con thấy gì ở ngoài kia không? Thấy máy bay không? Đó, thấy máy bay không? Dạ, dân chuẩn bị bay nè, ông bà của chú ơi. Đây, ông xã Trần nè. Victor đâu? Victor. Ồ, Victor. Con chào ông bà của chú ơi. Chào ông bà của chú, con quay máy bay nè. Lần đầu tiên con được bay đó. Victor bay máy bay. Victor lần đầu tiên đi máy bay nè, ông bà của chú ơi. Cho chủ ngồi riêng luôn nè. Mình đến ngồi riêng mình đó. Xã Trần là 1, 2, 3, 4, 4 người ha. No, you have to pull it down like this so that it can keep it like this. Dick. If you want to eat or you drink something, you open it. Dick. Okay. Now you can put it down and watching and reading the book now. Okay. Đi bà mà khám phá chỗ ngồi của đi bà mà đó, bà của chú. Đúng rồi, giỏi quá đi bà mà ha. Rồi bây giờ mẹ chỉ nè, khi nào mà con muốn đọc sách á, con lấy ra. Rồi bây giờ con lấy kéo cái bàn ra, rồi con để sách lên, con đọc. Đó, nè, con đọc sách nè, thấy không? But I want sticker. Can you give me a sticker? Mommy don't have sticker right now. Later, mommy will give for you. Đó, Victor cũng đọc sách lên, ở trên máy bay cũng đọc sách nè, ông bà cô chú ơi. Anh mở ra, anh coi menu có bán gì nè. Ăn gì vậy Victor? Có gọi món gì không con? Đó, anh đọc sách luôn. Gọi món gì, gọi cho mẹ ăn với nha. Đây là Airfly mà nhà Trân đi nè, ông bà cô chú. Đi trong bay nội địa của Canada thì đi cái này giá rẻ, nhưng mà thực chất Trân thấy không rẻ tí nào. Theo kinh nghiệm của nhà Trân á, là nên đích đi cái Porter, nó sẽ rẻ hơn và tốt hơn cái hãng này ha. Hãng này cho thấy là không được, tại vì tất cả mọi thứ đều là mình nhìn nó rẻ nhưng mà thật ra không rẻ. Chứ mình check in để mà lấy cái giấy thông hành đi lên máy bay á, thì inspection rất là nhiều chi phí ra ha. Kinh nghiệm của Trân thấy thì không nên đi cái hãng bay nội địa Canada Flair Airlines này ha. Tại vì Trân thấy á, mình đặt vé máy bay xong rồi mà khi mà mình check in online để mà đi ra có cái vé để đi lên máy bay á, thì khi mà mình chọn chỗ ngồi á thì mình phải trả thêm tiền cho mỗi thành viên trong gia đình của mình ha. Mình mua 4 vé thì Trân thấy là họ cứ click vô là nó lên mình chọn chỗ ngồi, chỗ nào cũng phải mất tiền hết trơn á. Trân mới hỏi ông xã Trân thì ủa sao kỳ vậy, mua vé máy bay rồi mà sao lại khi mà mình chọn chỗ ngồi mà lại tốn tiền nữa, mà mình kiếm tất cả các chỗ luôn nha, không có cái nào mà không tốn tiền hết trơn á. Ông xã Trân mới nói thì cái này chắc bị lỗi hay gì rồi, thôi để ra sân bay check in luôn đi chứ không cần check in online sẵn ở nhà. Thì Trân mới nghe ông xã Trân nói vậy, thế là đi ra ngoài sân bay check in. Nhưng mà ông bà cô chú biết không, khi mà ra ngoài check in á, khi mà mình làm với lại nhân viên trước khi online cho mình á, thì mình sẽ tốn nhiều tiền hơn là mình tự làm ở nhà. Nên họ nói là tại vì vé máy bay rẻ rồi nên ở khi mà mình chỗ ngồi á, mình phải trả thêm tiền chỗ ngồi và mình phải trả thêm tiền hả hành lý ký gửi nữa. Trời ơi, cuối cùng hả nhà Trân khi mà ra sân bay làm thủ tục check in á là phải đóng thêm hơn gần 600 đô Canada cho check in và trả cái tiền hành lý nữa đó ông bà cô chú. Kinh khủng chưa? Và bay cái hãng máy bay này hả 4 tiếng đồng hồ và 30 phút bay từ Vancouver và Toronto mà họ không cho mình một chai nước uống luôn á. Trân thấy cái dịch vụ của cái hãng bay này rất là tệ luôn, thật sự là rất thất vọng luôn ha. Nên Trân nghĩ đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng nhà Trân bay máy bay hãng nội địa của Canada của hãng này ha. Nên theo kinh nghiệm của nhà Trân á, thì mọi người nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mà mình đặt vé máy bay ha. Tại nhà Trân book cái vé này cũng hơi gấp á, nên thông tin chưa có tìm kỹ lắm. Nên Trân muốn truyền tải kinh nghiệm của Trân đến cho tất cả mọi người về hãng máy bay này. Khi mà mình muốn đặt á, mình phải xem hết những cái chính sách của công ty này, mình đọc thật là kỹ ha, để không có bị mắc sai lầm giống như nhà Trân bị tốn tiền ngu rất là nhiều luôn.
Oh, okay. What do you see? I see road. You see the road? Con thấy đường. Gì nữa? I see the street. You see the street? You see light? Yes. How many light do you see? Maybe there are 100 from 1,000. Oh, 100 to 1,000 lights. I see. Wow, thành phố giờ đêm rất là đẹp luôn, ba cô chú ơi. Đang hạ cánh máy bay đó mà cô chú ơi. Trời ơi. Yeah. Yes. Peter, are you happy? Are you happy with daddy? Giờ là nhà Trân đi lấy hành lý nè ông bà cô chú ơi. Đợi hành lý tới ha. Hai anh em trong lúc đợi ba.